Tên Dubai là cái kiểu vô trong này mới có. Đó, vô trong này ông cụ mới đặt tên tàu bay. Là hồi xưa đó ông nhà ông cụ ông bán ở ngoài phố Bà Triệu. Gần đó là có cái dinh của lính. Mà từ cái tụi lính đó, lính Pháp, lính không quân, nó qua ăn đó, nó qua nó ăn nó cho ông cụ cái nón calo á, là khách Việt Nam vô nói à tàu bay, là cái bắt đầu chết tên tàu bay là vô đây mới chết thì à. Riêm rau là tại bà cụ đó, bà cụ bà tính là cho rau với giá mà chú tranh đấu, thành ra cuối cùng là dẹp cái giá chỉ có rau thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.